Xin kính chào bà con. Nuôi đánh cá A đấu hôm nay giới thiệu với bà con sản phẩm mới. Nuôi đơn thái xịn. Chiều cao của lưới là 1 m, chiều dài của lưới là 75 m. Hàng lưới thái xịn này được thắt theo yêu cầu. Vậy bà con thấy đây, cái chiều cao của lưới 1 m đó, bây giờ cho bà con hình dung nha. Chiều cao của lưới 1 m là tính từ cái chỗ này, tính từ đầu phao này. Tính từ đầu phao đây nhé, cho đến chân chì, cho đến phần chân chì đấy thì là 1 m. Về cái lưới thái đơn này thì bà con cũng nhìn thấy đây, màu xanh ngọc, rất là mịn mềm mại. Kích thước của lỗ lưới là 7 phân, then 3 rưỡi, đút nọt 3 ngón tay rộng. Đây là 3 ngón tay này, đút nọt 3 ngón tay rộng. Đút nọt 3 ngón tay rộng. Sợi lưới của nó là 0,15. Nó vừa máng, lại vừa dai. Trên ngoài biên là có đường đi biên cho bà con. Chỉ kẹp thì rất là tròn đều. Hàng chì này kẹp thì đấy, không không sợ bị rối. Tại vì A đấu đã thiết kế cho bà con là ấy rồi. Đấy, thiết kế cho bà con là không sợ bị rối rồi. Đấy, xóa lên không mà sợ bị rối hay là sợ bị vướng. Rất là đẹp. Mấy bà con có nhu cầu liên hệ trực tiếp với A Đấu nhé. A Đấu sẽ làm theo yêu cầu cho bà con được. Còn trên tay hôm nay là giới thiệu cho bà con là dòng lưới đơn cao 1 m, dài 75 m. Xin cảm ơn bà con nhé.